ra bong bóng. Ủa đang bắt ốc hả anh? Ủa này cái này mình bắt ốc là cho này bắt cho vịt vịt đó. Mình nuôi là mình nuôi vịt vịt trắng hay là vịt vịt gì anh nhỉ? Nuôi vịt đẻ nó chục con à. À vậy đó. Không, nãy giờ em tưởng đâu là đang đang đặt lú. Toàn là ốc bụi vàng không ạ? Bụi vàng không ạ? Không có ốc đồng lúc nào hết trời. Không có đâu, lại hết rồi. Em đi vườn em còn thấy ốc lát với... Gì hả? À, ốc lát không ạ? Mấy cái vườn ấy, mấy vườn trái cây đâu á. Dạ. Còn đây toàn là ốc bụi vàng không? Bụi vàng không ạ? Dạ. Mát trời nè. Ồ, ốc bụi vàng. Mà em nhìn vô cái phân biệt cái vỏ đó thì là biết liền người ta. Giờ mới làm cái đít hả? Làm cái đít. Cái ốc đồng nó nhọn hả? Nhọn, nhưng mà ốc cái màu của nó cũng khác nữa. Cái màu của ốc bu vàng này á thì nè. Cái màu có cái màu vàng luôn á. Còn cái kia thì nó chỉ có cái màu đen thôi. Ngày xưa em có hay cho vịt mà vịt ăn đó. Đâu có chục con à. Dạ. Ốc này nè. Không, cái này là đúng đó luôn rồi. Ốc này với ốc này là để cho một là vịt ăn, hai là người ta cho mấy cá ăn á, là để xay vô. Các bạn mới phân biệt được. Đây cái màu nó hơi vàng. Tại đây không có cái ốc đồng nào hết nên mình cũng không có chỉ cái cách phân biệt được. Toàn là ốc bu vàng thôi. Đây, có một loại sâu nữa nè. Sâu này gọi là sâu lông. Gọi chung thôi, mình cũng không có phân biệt được nhiều cái loại sâu được. Thank you.
thì mấy cái bờ này nè nó rất là có bờ, nhưng mà mình rất là không hiểu tại sao là hiện giờ bờ thì nó cũng không có nữa rồi. Ủa anh, lúa chín là sao mà còn sạch nữa vậy? Lúa chín là sao còn sạch nữa? Dưỡng hả? Ủa cái này em thấy là còn khoảng vài tuần nữa là bắt đầu gặt rồi mà. Ủa sâu quá à, không có lội qua được. Kỳ vậy trời. Thua, cây cháy lá mà. Dạ. Như là cũng chín rồi đó. Vậy là bán tại chỗ luôn hả? Ờ, bây giờ giá bao nhiêu ta? 8 cũng được. Thôi em đi nha, để bữa nào gặt em quay mấy cái clip lặt chơi. Ủa giờ là mình kêu gặt đập liên hợp thôi phải không? Đâu còn ấy nữa hả? Còn đây là lúa chín nè. Đường thì hơi thế này nè. Đây là những cái chỗ sạch, lúa bị sạch đó thì máy liên hợp không thể mà gặt được, mà chỉ gặt bằng tay thôi. Nhưng mà cái công giữa gặt tay á với gặt đập liên hợp á nó chênh lệch rất là nhiều, có thể là có khi là trên nhau 3 lần đó các bạn, vì hiện giờ cái công cắt á là rất là ít, còn máy gặt đập liên hợp thì nhiều rồi. Ở đây là ở trước cái mặt nhà của mình, đây ba mẹ mình là dân làm nông hết nè, nên những cái ruộng hay này kia là mình cũng biết một ít. Phía trước là cầu Tiến Chánh. Đây là một cái bông lúa này. Lúa này thì chắc chắn là sẽ không có trúng rồi, vì hạt thấp quá, ngắn. Đây mình sẽ lấy một cái bông lúa cho các bạn coi. Còn mấy cái ruộng khác đó thì các bạn phải nhìn vô hạt đó, nó mới có thể biết được là nó trúng hay là không trúng được. Rồi, cảm ơn các bạn.